Lạng Giang ạ. Lạng Giang ạ. Vâng. Vâng vậy Yên Dũng á. Vâng. Thòng chuyển em bật hai cánh luôn mà chạy lấy bóng chưa? Anh đúng cầm lại, anh cầm lại giữ vào thằng giữa này. Bật trong hai cánh, hai biên. Ơi. Thu anh ngày xưa ấy, anh ngày xưa vòng đấy anh chạy như không luôn. Anh chạy không biết mệt luôn chứ mà anh biết chạy có chạy cắt biển mà không phải cắt bắt đầu cắt lún này, cắt bầu ấy. Cứ chưa nắng 3-4 giờ hè. 2 giờ ấy. 3-4 giờ đã là mát. Luôn, chẳng sợ mát anh nhỉ. Không. 3-4 giờ là chạy được rồi. Dọc trên chiều ấy, ta đi bóng. Giờ ấy, chết. Mua thẻ bóng, mua chiều, cứ bảo thẻ lốc. 1 giờ trưa bắt ra bóng. Anh em ơi, chưa biết bạn ấy tên gì luôn. Bắt gôn nó phải thế chứ, bắt gôn nó phải lên chân tay đã được. Hai biên mới thoáng. Bắt! Không ai, sao
Đưa lợn, đàn lợn chạy sân. Mặt thật nhờ. Em vui vẻ chung vậy kìa. Chào ở đây làm chi. Tốt em ơi. Tốt. Tốt. Xin lỗi mọi người anh à. Quay lại bắt tay gọi em ơi. Quay không tốt đâu anh quát. Đây là quát theo thôi. Vần. Chống đủ gì nữa. Kiếm bóng kế. Em đi hỏi. Quay lại đi thôi. Để chết đấy Phương ạ, mất bóng chết đấy. Cái gì cơ? Điện thoại hết pin à? Em cho anh mượn sạc. Em có sạc không? Em có. Thôi thôi. Anh Dương ơi, giữa xin bóng người anh ơi. Mất luôn. Đẹp trai nhì thôi, sau em. Ơi. Mấy giờ rồi á? Gần hết giờ chưa? Chưa gần. Bao nhiêu phút rồi? 15 phút không? 5 phút nữa. Nhanh mà, bên trong sân chạy nhanh không? Anh cuối còn đuối đuối hơi. Tức đêm, không dám này. Thì em đi phủ luôn. Ui dồi. Sao mà? Sao mà? Cô cứng
Đừng nói chuyện với tao, tao đang thở không được, không xong đừng nói chuyện. Anh ơi, cho em 100 miếng. Hả? Đưa 100 miếng đấy. Đi bao nhiêu? À, đi một rồi. Một không tiếp, phải đi hai cửa lắm. Ngồi gọi mình cho đá em. Ngồi giữa sân thì nó chạy bung hết người bây giờ. Anh xin chó mắt, anh em ngồi. Ghim xuống anh Trang ơi, ghim xuống. Ngáo rồi anh ơi, không kèm đi đâu. Ui, mới chẳng đâu được cô quay phim đẹp thế. Đẹp không anh? Không bình thường. Đứng to gần bằng cái cột. Em về đâu em gái? Đừng có nói, đừng nói, đừng nói. Lạng Giang á? Cho nó có Giang chị. Lạng Giang. Ui, anh với em cùng quê. Lạng Giang á? Lạng Giang. Lạng Giang. Anh em Bắc Giang rồi. Thế á? Ở đâu? Cao Thượng. Em ở chỗ nào Lạng Giang? Tân Dĩnh ạ. Anh ở gần thành phố. Vâng, kể anh. Anh ở chỗ nào thành phố? Ngô Quyền, anh Ngô Quyền. Em hay đi chơi tượng đài chỗ tượng đài ông xin bóc ra. Tượng đài á? Xuống đấy chơi á? Chị hồi xưa ít đi chơi đó. Thế á? Anh luôn. Đi qua ba cái nhà. Cực kỳ ít đi chơi luôn. Chết lái ngoan rồi. Bởi vì học xong chỉ sang đây rồi mà. Chồng xin lỗi mà, chồng xin lỗi mà. Thế em chưa lập gia đình à? Em chưa. Hỏi câu tiên. Vâng. Có biết ai tên là Lan là anh của bạn em. Ôi, chiêu. Không thứ đấy mày. Lan mà Lạng Giang Bắc Giang nhiều lắm ạ. Vâng. Lan nào? Mày lời bật có điểm gì lời bật? Trên đấy là Lan với Huệ với Cúc nhiều lắm. Lan trước cũng học trung tâm anh học ở gì nhỉ? Lan da đen rồi mất nhiều. Trước chị học được hạnh kiếm gì đấy? Hạnh kiếm tiên tiên. Hạnh kiếm là 93. Tốt. Tốt anh, người xuất sắc chứ chị. Ừ, xuất sắc. Chưa, 13 phút rưỡi. Sắp hết giờ. Chạy gió thổi chắc đổ. Anh nhả em không hút được. Thế em phải tận lòng. Mình đá bóng nhanh hơn đá đá giữ bị rẽ màn chứ. Mình đang thắng một chỗ. Đôi bạn cân này là vẫn đang đi tiếp. Đôi bạn nốt phát này là cân yếu. Hết giờ nhá. Anh hô hết giờ anh. Hết giờ nhá, nó tình huống nhá. Hết giờ anh ơi. Hết giờ anh ơi, nghỉ đi.